chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Hà My, học sinh lớp 4A2, trường tiểu học Tô Vĩnh Diện. Vậy là đã hơn 6 tháng trôi qua, chúng ta phải tạm biệt thầy cô và bạn bè. Thời gian mái trường thân yêu chỉ vì con Covid đáng ghét. Trong 6 tháng ấy, các bạn đã làm được những gì? Còn mình, tuy chỉ được trò chuyện với bạn bè qua những ô cửa nhỏ xíu trên màn hình máy tính, nhưng mình vẫn cảm nhận được dường như tất cả các hoạt động học tập, vui chơi của chúng mình ở lớp vẫn diễn ra rất sôi nổi. Các bạn có thấy thế không? Thông tin xin mời tất cả các bạn cùng đón xem câu chuyện của mình nhé. Câu chuyện mang tên Một Thời Để Nhớ. Mình xin giới thiệu những nhân vật chính trong câu chuyện. Cô giáo Kim Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A. Cô giáo Phương Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1. Cô giáo Mỹ Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2. Cô Bùi Nha, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3. Và cô Hoài Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A4. Và tất nhiên, không thể thiếu được, đó chính là 262 bạn học sinh khối 4, trường tiểu học Tô Vĩnh Diện. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Sau khi được nghỉ trọn vẹn 4 tháng hè ở nhà, không được đến trường, các bạn học sinh của trường tiểu học Tô Vĩnh Diện nói riêng và học sinh cả nước nói chung chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Một năm học đặc biệt chưa bao giờ có trong lịch sử ngành giáo dục thủ đô. Chúng mình được dự lễ khai giảng online nhưng vẫn được lắng nghe tiếng trống trường vang lên bồi hồi, xúc động và được nghe cô giáo giảng về truyền thống của nhà trường suốt 60 năm qua. Ngày qua ngày, các bạn học sinh rất tích cực, hào hứng tham gia các giờ học trực tuyến, nào toán, tiếng Việt, lịch sử, ngoại ngữ hay tin học, say sưa tập hát, vẽ tranh, thể dục. Đặc biệt, trong các giờ học, thầy cô còn cho chúng mình được xem clip, chơi trò chơi rất thú vị. Dường như chưa bao giờ ý thức tự học, tự khám phá, tự sáng tạo của các thầy cô và các bạn học sinh lại sôi nổi đến thế. Ngoài những giờ học trong chương trình chính khóa, các bạn còn được tham gia rất nhiều các cuộc thi vẽ tranh như Chiếc Ô Tô Mơ Ước, Người Phụ Nữ Việt Nam Thân Yêu. Có lẽ vì thế, kỹ năng công nghệ thông tin của các bạn tiến bộ và chủ động tương tác trong tất cả các giờ học, những bài giảng trực tuyến, những giờ sinh hoạt online mà thầy cô dành cho chúng mình thật đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Chúng mình luôn luôn biết ơn các thầy cô, vẫn luôn là những người lái đò thầm lặng, tận tình giúp chúng mình mở cánh cửa của kho tàng tri thức nhân loại và dạy chúng mình cách làm người. Để có những bài học hay và bổ ích cho chúng mình, thì các thầy cô giáo đã ngồi hàng giờ bên màn hình máy tính, biến những kiến thức trong trang sách thành các hoạt động vô cùng lý thú, kể cả khi học online. Chính vì điều đó đã khiến cho chúng mình vô cùng cảm phục sự nỗ lực của các thầy cô. Chúng mình thể hiện lòng biết ơn ấy không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Trong hơn một tuần ngắn ngủi, các bạn học sinh của khối 4 đã sưu tầm rất nhiều bài văn, bài thơ hay, sáng tạo ra những bức tranh đẹp mắt để gửi tới thầy cô với những tình cảm chân thành nhất. Hy vọng các thầy cô giáo của chúng mình sẽ mỉm cười khi nhận những món quà đó.
20 tháng 11, con chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và đạt được nhiều thành tích trong công cuộc chồng người. Con xin hứa sẽ học tập thật tốt để dành tặng cho các thầy cô thật nhiều bông hoa điểm 10. Con xin chúc các thầy cô 20 tháng 11 vui vẻ ạ. Con xin chào bác và các cô. Con tên là Nguyễn Hà Sa Vàng, học sinh lớp 4A trường tiểu học Tô Vinh Diệm. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, con xin gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy các cô. Và con cũng xin chúc các thầy các cô có thật nhiều sức khỏe và vui vẻ. Con cảm ơn. Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, con Vũ Ngọc Ngân Giang, lớp 4A4, xin kính chúc các cô, các thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.